việc. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ danh tính cô gái đòi bạn trai cho đi châu Âu, châu Mỹ mới hẹn hò trên sóng truyền hình. Phạm Thị Thùy Dương, 31 tuổi, đang là cái tên được dân mạng nhắc đến nhiều sau khi xuất hiện tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò số 521 phát sóng vào tối ngày 19 tháng 8. Yêu cầu bạn trai tài trợ đi châu Âu của cô gái 31 tuổi bị cư dân mạng ném đá vì cho rằng điều này là quá vô lý và thực dụng. Trao đổi với báo chí, Ngọc Hằng, 31 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, bạn cấp 3 của Thùy Dương cho biết hiện tại Dương đang gặp rất nhiều áp lực, không muốn nói chuyện với ai, kể cả bạn bè và người thân. Người này nói rằng sau khi chương trình lên sóng, Thùy Dương bị rất nhiều người chỉ trích, dùng những lời lẽ nặng nề, miệt thị trên trang cá nhân. Thậm chí có rất nhiều tin nhắn đe dọa, chửi bới vô văn hóa. Tôi rất lo lắng cho Dương, nhiều bạn bè cũng không dám liên lạc cho cô ấy để an ủi, động viên. Hiện tại Dương muốn giữ im lặng và đó là cách tốt nhất giúp cô ấy vượt qua được dư luận trong thời gian này. Ngọc Hằng cho rằng bản thân của mình không sai khi nói lên quan điểm cá nhân. Bạn Muốn Hẹn Hò chỉ là một game show truyền hình có sự cắt ghép nên không thể đánh giá bản chất của một con người. Người này tiết lộ Thùy Dương là một cô gái trầm tính, ít nói, từ nhỏ luôn tự lập và rất cá tính. Xuất hiện trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, Phạm Thị Thùy Dương thẳng thắn nói ra ưu khuyết điểm. Cô cho rằng mình là người vui vẻ hòa đồng, nhưng điểm yếu lớn nhất là ăn nhiều và không biết nấu ăn. Đến khi mở rào cho hai bên gặp mặt, cô gái làm việc ở trung tâm ngoại ngữ liên tục bàn về chuyện kinh tế và đi du lịch nước ngoài. Sau khi anh lấy vợ, nếu như vợ anh không đi làm, anh có đủ bản lĩnh nuôi được hai vợ chồng, hai đứa con. Bên cạnh đó anh phải chăm lo gửi tiền về cho bố mẹ bên nội bên ngoại không? Thùy Dương đưa ra câu hỏi. Ngoài ra cô còn yêu cầu bạn trai phải đủ tự tin, bản lĩnh để tài trợ cho cô những chuyến đi châu Âu, châu Mỹ. Trên mạng xã hội, dân mạng dùng những từ đào mỏ, chơi trên cơ quá chơi một mình đi để nói về sự đòi hỏi của Thùy Dương. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.